Rồi, xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh Thiết bị Điện Thanh Tâm. Thì hôm nay Tâm giới thiệu cho cái mọi người cái cảm biến chuyển động hồng ngoại thế này. Đấy, cảm biến chuyển động hồng ngoại, nó có màu trắng và màu đen nha các bạn. Đấy, thân hình nó như thế này đây, nó có thể gập khúc như thế này và bắt lên tường ha, cái này bắt lên tường hay bắt lên trần nhà được. Và nó có thể quay chỉnh như thế này và nó có thể xoay này luôn nha các bạn. Đấy, rất là tiện. Đó, chúng ta có thể quét cái vùng cảm biến mà chúng ta mong muốn, giống như cái hình minh họa ở đây ha. Rồi, cái mẫu này thì nó đang mẫu trên tay của mình là đang dùng điện 220V nha. 220V. Rồi. Và cái cách đấu điện vào ra là như thế này. Nó màu xanh, nó có màu nâu, màu xanh và màu đỏ. Đó. Màu nâu với màu xanh là dây điện vào. Màu đỏ thì điện ra, nó với bóng đèn đây, ví dụ là một bóng đèn, một cái tải bóng đèn ha. Ví dụ rồi bạn thể lắp cái bóng tải là một cái khởi động từ ha, cái motor nhỏ gì đó. Thì ngoài bóng đèn thì chúng ta có thể có tải khác, ví dụ như cái quạt chẳng hạn, cái người đi vào cửa thì quạt nó sẽ quay, ví dụ thế. Rồi tí nữa thì mình sẽ mở cái hộp này ra và mình đấu điện cho các bạn xem luôn, nhưng mà trước đó thì mình sẽ giới thiệu qua cái cảm biến này. Đây là cái mắt cảm biến của nó đấy, và nó vừa cảm biến ánh sáng và vừa cảm biến hồng ngoại luôn nha. Ở đây thì nó có ghi thông số về độ nhạy sáng, đó là từ 10 lux cho tới 2000 lux. Lux là đơn vị đo độ sáng ha. Rồi, lux càng cao thì độ sáng nó càng càng mạnh, cường độ sáng càng mạnh. Rồi, như vậy thì cái cảm biến này có thể hoạt động vào cái thời điều kiện thiếu sáng, trời thiếu sáng. Đấy. Để chỉnh được cái đó thì chúng ta có thể chỉnh phía sau đây. À, các bạn thấy rõ không? À, bây giờ trời đang tối nên quay có thể nó hơi bị ngược sáng, bị phản phản quang chút xíu. Cái bên trái ngoài cùng đây là nút sen, tức là mức độ nhạy, độ nhạy của cảm biến. Rồi bên phải là nút thời gian, nút thời gian. Các bạn có thể dùng tay đi chỉnh lên cái nấm này, dùng hai ngón tay chỉnh vào. Thì bên phải nữa, ngoài cùng bên phải là chỉnh độ nhạy sáng của nó, độ nhạy sáng. Ha. Rồi sáng thì tương tự các bạn cũng xoay chỉnh thế này. Thì các bạn chú ý xoay vừa cứng tay các bạn dừng lại, tại vì có biến trở bên trong, các bạn đừng xoay mạnh tay và nó bị tuôn luôn cái răng của biến trở bên trong thì coi như là hư cái phần cảm biến, cái phần chỉnh cảm biến của mình ha. Các bạn chỉnh nó nhẹ tay và để ý là nó có cái điểm dừng của nó nha. Điểm dừng của nó, ví dụ như tôi chỉnh tới đây là nó dừng lại nè, độ độ sáng nè. Đó là tới hết về phía mặt trời nè. Rồi khi mà chúng ta test cảm biến, chúng ta thử cảm biến thì chúng ta để chỉnh cái lúc này về dấu mặt trời này. Rồi, cái thời gian thì chúng ta xoay về hết về dấu trừ. Xoay về phía bên bên phải bên này. Nãy giờ mình để chắc có mọi người hơi khó thấy ha. Đây nè, cái lúc là nó về phía mặt trời nè. Còn cái thời gian chỉnh về hết bên phía bên phải này nè. Đó, phía bên nhỏ, cái mũi tên nhỏ nè, mọi người thấy không? Đây nè. Còn độ nhạy thì chúng ta chỉnh hết về độ nhạy cực đại của nó, thì chúng ta quay hết về phía bên phải. Đây nè. Độ nhạy cực đại chúng ta đang quay về hướng này nè. À, đó là chúng ta để test cái cảm biến, rồi trong sau khi test xong rồi cảm biến hoạt động thấy ok, chúng ta có thể tùy chỉnh theo cái điều kiện môi trường mà chúng ta mong muốn, ví dụ như độ tối, ví dụ 6 giờ tối hay là tại 5 giờ tối hay là 7 giờ tối gì đó, thì chúng ta thể chỉnh cái lúc này cho nó phù hợp ha. Chỉnh về phía mặt trăng đây là càng tối thì nó càng xa, nó sẽ hoạt động khi càng tối. Ok, rồi đó là cái lưu ý của mình khi mà test cái cảm biến. Và bây giờ mình sẽ tiếp theo mình sẽ mở ra cho các bạn xem bên trong và cách đấu điện bên trong nó như thế nào luôn. Đây, các bạn dùng cái tua vít. Dùng tua vít và chúng ta mở ra thôi. Nó có cái nắp chụp thế này. Và chú ý là các bạn, sản phẩm này thì chúng ta không dùng ngoài trời nha các bạn. Khi lắp ngoài trời chúng ta nên lắp, có thể lắp ở hiên nhà thôi. Và có thể che mưa che nắng cho nó. Bởi vì những cái cơ cấu này với những cái núm trở này thì mặc dù nó có cái ron cao su bên trong để chống nước nhưng mà nó vẫn có thể bị ướt, đặc biệt là cái tiếp điểm điện này thì nó vẫn có thể bị ướt gây nguy hiểm ha. Các bạn tốt nhất nên che đậy cho nó lắp ngoài trời. Rồi tương tự như mình nói thì nó có 3 dây, các bạn thấy không? 3 đầu dây thì nó chừa cho chúng ta 3 đầu dây thế này nè. Đấy. 3 đầu dây tương ứng với 3 màu chúng ta thấy trên cái hộp sản phẩm này. Sản phẩm này không có cái tờ hướng dẫn đi kèm nha, nó chỉ hộp sản phẩm thì chủ yếu chúng ta biết cách chỉnh và cái lắp đặt dây là ok rồi. 3 dây ha, 3 màu. Thì nó chừa sẵn cho chúng ta cái domino đây để chúng ta có thể nối. Chúng ta có thể gỡ ra chúng ta nối nè. Rất là tiện luôn. Rồi này chúng ta chỉ cần đưa vào và kẹp dây lại thôi. Siết dây lại. Đó, đưa vào ha, xong rồi dùng tua vít chúng ta siết lại.
nó tiện, chúng ta không cần phải dùng băng keo hay gì các thứ để dán lại, thì đó là cách cũ rồi. Bây giờ chúng ta có thể dùng đầu kẹp siết ốc siết dây thế này đó. Rồi tiếp tục, để tiết kiệm thời gian các bạn xem video thì mình đã tạm dừng chút xíu, sau đó mình lắp dây điện xong rồi. Giờ mình cho các bạn xem lại nha. Cái màu đỏ, màu xanh, xin lỗi, màu nâu với màu xanh là điện vào nè. Tương ứng như màu nâu là gì? Điện dương ha. Các bạn nên làm như vậy. L là light nè. Light theo tiếng Anh đó là điện, mình hiểu là điện gì ta? Lửa. N tức là neutral thì là nghĩa là điện trung tính. A là điện nguội, dây nguội. Ok. Dây đỏ là dây lửa ra nè. Rồi tương tự lửa ra mình cấp với bóng đèn ha, đỏ cấp với một dây của bóng đèn, đây là bóng đèn nè. À, dây còn lại của bóng đèn thì bắt vào cái dây màu xanh nè, đó, tức là hai dây xanh chúng ta đấu chung với nhau nè. Ok ha, đó, cách lắp đơn giản như vậy, các bạn chú ý nha. À, rồi, bây giờ mình sẽ test điện thử cho bạn xem. Bây giờ là đang là trời tối, mình đang dùng điện ha, ánh sáng điện, nên mình có thể sẽ tắt đèn để mình minh họa thử cái cảm biến này nó hoạt động như thế nào. Cơ bản thì cái cảm biến này mình sẽ quay vô trong vậy. Để một lát khi mình quay vô trong như thế nào thôi. Mình quay vô trong vậy. Để một lát mình quẹt cái tay thì mình các bạn sẽ thấy nó hoạt động. Để cho nó trực quan ha. Tại mình đang quay có một mình thôi. Nên có thể là mình sẽ minh họa cơ bản như vậy, cách lắp và cái cách nó hoạt động cho các bạn xem và minh họa lắp trong nhà của mình. Rồi. Rồi đây ha, sau khi mình là lắp điện á thì đèn màu xanh này nó sáng luôn rồi, à, ngõ ngõ ra luôn rồi. Sau đó giờ mình chỉnh biến trở thử. Mình chỉnh độ nhạy vẫn là ở mức cao ha, nhưng mà thời gian vẫn là mức nhỏ, rồi mức thấp, thời gian ít, tức là sáng nó mau tắt. Rồi sau đó thì cái lúc này mình chỉnh về mức độ tối đi để xem như thế nào. Tại nãy sáng thì bật lên cái nó sáng đèn luôn rồi. Mình chỉnh lại cái biến trở chút xíu, mình chỉnh cái lúc này nè cho nó tăng chút xíu. Rồi. Rồi, bây giờ thì đèn nó tắt rồi đó. Đèn nó tắt rồi. Giờ mình đưa thử cái tay mình vào cho nó như thế nào nha. Rồi, đèn ánh sáng đèn trong phòng mình vẫn đang bật đó, sáng. Thì mình đưa cái tay vào thử nè. Đó, khi mình đưa cái tay vào bạn thấy cái góc bên đây nè. Tại vì cái cảm biến này nó quét cái góc rộng lắm, khoảng 180 độ ngang lận. Đấy, 180 độ lận. Ngay nè, nên mình đưa cái tay vô vậy nó đã phát hiện ra rồi. Bây giờ chờ đèn tắt xong mình test lại thử cho các bạn xem. Rồi, đèn tắt rồi đó. Đèn tắt rồi mình test lại thử nha. Bây giờ mình đưa cái tay vô nè, mình ví dụ nha. Đó, mình đưa cái tay vô nè, sáng ha. Thì cái khoảng cách từ cái cảm biến này cho tới cái vật thể hay là cái người di chuyển á thì nó tầm khoảng 6 mét. Đó là cái thông số mà mình đã test thực tế ở ngoài cho các bạn ở ngoài. Mình thấy khoảng 6 mét và tương tự các loại cảm biến hồng ngoại khác cũng khoảng 6 mét ha. Còn cái chiều cao lắp đặt của cái cảm biến này thì tùy nha các bạn. Cái cảm biến này các bạn có thể lắp vào ngang người hoặc cao hơn người hoặc là trên trần nhà đều được đấy. Thì thông thường ta lắp khoảng 2 mét cho tới 3 mét rưỡi vân vân. Rồi bây giờ mình di chuyển vào cái tay mình vô nè, đó nó sáng rồi các bạn thấy không. Rồi sau đó thì cái đèn này có vẻ như mau tắt, các bạn muốn lâu tắt hơn á, thì cái đèn này muốn lâu tắt hơn á, khi không có người di chuyển trước mặt cái cảm biến á, thì các bạn có thể vặn cái nấm thời gian này nè, nó mới giữa nè. Các bạn vặn về phía bên bên trái. Đấy, các bạn ngược ngược chiều kim đồng hồ về phía bên trái. Để. Xin lỗi, cùng chiều kim đồng hồ chứ. Chung chiều kim đồng hồ phía bên trái. Thì các bạn có thể trải nghiệm và các bạn chỉnh thử sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Thì mình chỉ khuyên như vậy thôi. Và khi vặn cái núm biến trở này thì các bạn vặn vừa tay nha. Đừng có mạnh tay hay đừng có nóng ruột quá. Thì nó sẽ có thể bị hư cái biến trở bên trong. Rồi. Bây giờ mình rút điện và mình nói thêm cái phần cuối nữa, là phần lắp đặt và cái chú ý. Rồi, ngõ ra chỉ đi dây điện vào ra chỉ ra cái lỗ này khá là nhỏ. Do đó khi các bạn khi lắp đặt thì cũng nhớ chọn dây điện sao cho nó phù hợp. Đấy. Và ba cái vị trí này là để cái vị trí này hai vị trí này là để bắt ốc. Ha, bắt ốc là tắc kê vào tường nè. Bắt ốc tắc kê vào tường. Do đó thì khi chúng ta luồn dây điện thì mình test như thế này thôi, nhưng mà khi lắp đặt thì chúng ta phải luồn dây từ phía sau tới nè. Luồn dây từ phía sau tới nha các bạn. Và dây vào ra là nói chung qua cái lỗ này khá là nhỏ. Đấy, khá là nhỏ. Chúng ta có thể âm tường phía này hoặc là chúng ta đi qua cái khe này. Đấy, cái khe này nó nhỏ quá, chúng ta phải lấy kìm chúng ta bấm nó to lên nếu mà đi dây điện to.
Thì mình nói như vậy để các bạn chú ý hơn trong quá trình lắp, trong cái quá trình lắp đặt ha. Rồi bây giờ mình thử làm nha, với cái dây điện kiểu này, với cái hai cái bóng đèn vậy, mình thử làm xem nó như thế nào. Rồi sau khi đã luồn dây đi qua cái lỗ nhỏ đó rồi thì bây giờ mình siết ốc lại. Đấy, giờ đó mình làm ví dụ cho các bạn xem thôi. Khi làm thực tế thì các bạn cũng chú ý siết ốc cho thật kỹ ha, thật cứng. Rồi chúng ta đi dây cho nó gọn gàng, dây thì vừa phải thôi. Chúng ta đi dây to quá thì cũng không được, vì cái lỗ này tương đối nhỏ. Đấy. Còn nếu, nếu mà chúng ta thấy dây nhỏ quá thì cái dây mà chung này nè, dây bóng đèn vô chân nguội nè, thì chúng ta để phía ngoài luôn, chúng ta không cần phải luồn vô đây. Đấy, chúng ta để phía ngoài luôn. Còn không nữa thì chúng ta luồn hết ba cái đầu dây cảm biến này đi ra ngoài cho dễ thao tác nha các bạn. Đấy, chúng ta có thể luồn hết ra ngoài cho dễ thao tác. Tất cả các mối nối này thì chúng ta để bên ngoài luôn, ngoài cái đầu điện này, ngoài cái đầu cảm biến này. Đấy. Bây giờ thì mình vừa cố gắng nhét vô bên trong thử rồi đó. Bây giờ mình sắp xếp lại cái chỗ để cho nó sao cho nó gọn này. Đấy. Nó cũng không đơn giản chút nào các bạn thấy không? Rồi. Chúng ta có thể để cho nó kẹp cố định lên đây. Đấy. Có vẻ như cũng ok đó các bạn à. Rồi chúng ta luồn hết cái sợi dây này vô cho nó gọn gàng lại. Dây nào dư quá thì chúng ta rút ngược trở ra. Dây nào dư quá chúng ta rút ngược trở ra để tiết kiệm diện tích bên trong. Rồi nhớ là cái đầu này để chút chúng ta bắt con ốc xuống nè. Do đó dây điện đừng nằm trên đầu đó nha. Không thôi một lát chúng ta siết ốc xuống là nó cắn đứt dây điện. Rồi bây giờ các bạn để ý nè. Các bạn cũng phải sắp xếp chừa chỗ trống để chúng ta bắt hai con ốc này vô tường nè. Hai cái lỗ trống này để bắt hai con ốc vô tường nè. Đó, các bạn để ý là ví dụ vậy, chúng ta cũng ví dụ chúng ta muốn lắp vô cái mặt bàn này đi thì chúng ta phải chừa hai lỗ trống này, chúng ta bắt vít vô nè. Đấy, rồi chúng ta đi dây điện cho gọn gàng lại. Rồi sau khi đi dây điện gọn gàng lại, kiểm tra các thứ ok hết rồi á thì chúng ta đậy cái nắp này lại. Đấy. Đậy nắp lại thì có thể cũng không có, lúc mới làm tại mình cũng không phải là làm quen nói với loại này nên nó lắp vào cũng phải bị dướng dây nè. À, thấy không, dướng dây nè. Rồi thì chúng ta làm cho nó gọn lại thôi. Đó, nó gọn lại rồi đó, nó sát vô rồi đó. Rồi ở trong này có thể là có sợi dây điện bên trong nó bị cấn nha, khi chúng ta đưa con ốc vít vô chúng ta ốc thì có thể nó bị siết lại nha. Cho đó các bạn chú ý, mình dùng tua vít nhỏ để mình đẩy dây điện đi nè. Rồi vậy là ok ha, xong. Đó, thì cái thao tác này chúng ta không cầm trên tay dễ dàng gì được đâu, mà chúng ta phải đã lắp cái này, cái đế này lên tường rồi, và lên trần nhà rồi, thì cái thao tác chúng ta làm là nó sẽ có thể là sẽ dễ dàng hơn, tại vì nó đã cố định một bên, một bên còn lại thì chúng ta sẽ thao tác dễ dàng hơn. Rồi đó là vài cái chú ý mà Tâm hướng dẫn các bạn lúc lắp điện vào ra luôn ha. Rồi cái cách sử dụng. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Tâm làm những video tiếp theo. Và Tâm cũng thường xuyên giới thiệu các sản phẩm mới trên kênh YouTube của mình, Thiết bị điện Thanh Tâm. Rồi, mời các bạn đón xem các video tiếp theo nha. Rồi, xin cảm ơn.